giây đúng không? Alarm 2 là cái chế độ là sau chân sau ạ. Thế sao? Alarm 1 là chân 90, alarm 2 là chân 78. Nhưng mà chế độ 2 là sao? Có nghĩa là mình chọn alarm nào thì mình đổi chân đó. Giờ rồi mình cài đặt alarm 2 thì mình đổi chân alarm 2. Đó. Và này là chỉnh nhiệt độ lên xuống này. Và cái này là sẽ cấp nhiệt độ. Chỉ có một nút này duy nhất thôi đúng không? Còn lại là giữ nguyên. Hai. Cái chế độ cái này nó là cài đặt trước rồi. Chiếc xe hồi nãy nó đếm vòng hay sao? Nó đếm lòng vòng lòng hay sao? Cái quay xe là đầu xe này. Có chiếc xe là đầu hay là vòng lòng? Xe vòng lòng nó phải sao? Đó. Đầu xe. Đầu à? Nhiệt độ hơi tròn đầu em đi đầu vòng, đầu em đi đầu vòng xe. Khi nào đâu đổi ép đâu? Bây giờ mình chọn đầu em được mà. Nước ngoài nó đang nó chơi. Phải thôi gì? Nói xong rồi.